Đến trưa ngày 24 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã đưa được thi thể của hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc Nha Trang Cam Lâm ra ngoài. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm cho biết, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, đoạn cao tốc Nha Trang Cam Lâm đã thông xe trở lại. Đây là vụ tai nạn đầu tiên kể từ khi tuyến thông xe vào hồi ngày 19 tháng 5. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm, hiện cao tốc Cam Lâm Nha Trang được thông xe chính thức, nhưng tại một số khu vực trên tuyến chưa được lắp đặt camera giám sát hành trình và đang được chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến nhiều tài xế chủ quan lái xe vượt quá tốc độ cho phép. Trước đó vào 1 giờ sáng cùng ngày, tại km 48 CT01 thuộc cao tốc Cam Lâm Nha Trang, địa bàn thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, ô tô đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1983, trú ở Ninh Bình điều khiển đã tông vào đuôi xe ô tô 4 chỗ do tài xế Nguyễn Tấn Đê, sinh năm 1982, trú ở Quảng Ngãi điều khiển chở theo 3 người khác. Hậu quả, tài xế Nguyễn Tấn Đê và Nguyễn Thanh Tê ở thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong tại chỗ, kẹt trong cabin. Hai người bị thương đang điều trị tại bệnh viện gồm Nguyễn Đức Anh K, sinh năm 1997 ở Quảng Ngãi và Nguyễn Văn Tê, sinh năm 1972 ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, xe ô tô 4 chỗ biến dạng hoàn toàn, xe container sau khi đâm phía sau xe con thì tiếp tục lao vào lan can và lật nghiêng. Cao tốc Nha Trang Cam Lâm dài hơn 49 km. Cao tốc này hiện cho phép các phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Ngày 4 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tân An, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Thanh Đạt 28 tuổi, Nguyễn Văn Khá 28 tuổi và Nguyễn Quốc Dũng 38 tuổi cùng ngụ ở thành phố Tân An về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, công an phường 4 thành phố Tân An tiếp nhận tin báo của người dân về việc kho hàng bị mất trộm 12 thùng sữa các loại. Qua điều tra, công an thành phố Tân An xác định Đạt, Khá và Dũng đã thực hiện vụ trộm trên. Tại cơ quan công an, ba đối tượng khai nhận đã lợi dụng nhà kho không người nên đã phá khóa đột nhập vào trong để trộm cắp tài sản. Qua xác minh, các đối tượng trên có nhiều tiền án, trong đó Khá có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngày 4 tháng 6, tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1987, ngụ ở phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, sau nửa năm bỏ trốn khỏi địa phương. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 24 tháng 11 năm 2022, tại một quán bia ở phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, do có mâu thuẫn cá nhân với anh N, sinh năm 1984, ngụ ở xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Duy Anh đã dùng vỏ chai bia bằng thủy tinh đánh đập liên tiếp 39 nhát vào vùng đầu và mặt của anh N. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục dùng vỏ chai bia bị vỡ và đâm vào hông của anh N, khiến anh N bị đa chấn thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Gây án xong, Nguyễn Duy Anh bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Ninh Bình sau đó đã phát lệnh truy nã với Nguyễn Duy Anh về tội giết người. Sau nửa năm gây án, ngày 20 tháng 6, Nguyễn Duy Anh bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Bình phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hiện Nguyễn Duy Anh đã được di lý về công an tỉnh Ninh Bình để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.